Aló, aló. Mà không biết hôm nay có ổn không? Hello, hello, hello. Hello. Chào các em nhé. Hôm nay 8:30 livestream à? Các bạn nhớ lưu lại tất cả bạn bè vào cùng xem. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng chữa tổng hôn đại học số 9. Đã nhé là chữa chữa tổng hôm qua đấy. Nhưng mà hôm qua thì có việc nên là không soạn tài liệu được. Hôm nay mới soạn mới livestream được. Không biết là các em đã thi học kỳ chưa? Và không biết các bạn xem mạng nó có bị giật, bị lag gì không? Ok. Lâu anh không dùng này quên nữa. Ok. Chuẩn bị thi đúng không? Thi học kỳ chứ. Học kỳ 1 đúng không? Anh thì thi xong rồi, anh mới thi sau. Hình như mạng hơi yếu đúng không nhỉ? Anh xem đây thì nó quay coi tròn. Rồi thi học kỳ thì anh nghĩ là cũng đơn giản, không có gì khó. Dương Lam Nguyệt hỏi câu gì em? Tháng 12 rồi đấy, các em nhanh quá, tháng 8 12 rồi. Thế là tháng 12 thì lại có chuẩn bị đón Tết dương lịch, xong rồi một tháng hơn một tháng sau lại đón Tết âm lịch đấy. Thế là sang tháng 2 gần tháng 3 rồi. Bách Thị Huyền đợi chút em. Bị hơi lag đúng không? Nào hình như yếu phải. Ok. Nếu mà hơi yếu thì bạn nói lại nhé. Mình F5 lại đi thì cho nó đỡ bị. Được chưa? Hello Bích Phượng, chú Tiến Lược, chú em kiểm tra speaking để cho nào các bạn nhớ tắt tên bạn bè cũng như share về xem lại nhé. Ok. Hello Duyên Trường, 65 người chúng ta sẽ bắt đầu. Nào, cố lên vài người thôi. Veteran chuẩn bị mà học từ mới đi em. Ok.
Ôi, mạng yếu rồi. Chán. Không biết là có xem được không chứ. Bạn đang xem không? Các bạn xem được comment 1 để mình để anh biết nào. Nếu xem được comment 1 anh biết đi. Rồi sắp được rồi, cố lên. Còn 4 bàn nữa. Nha, rồi comment 1 ta bắt đầu luôn. Rồi. Vào vị trí. Chuẩn bị làm thôi. Ok, làm nhá. Có kiến thức này thì nó bao trọn nhiều cái dạng khác nhau. Mình cho nó không chuyên biệt về cái chuyên đề nào. Rồi câu số 1 này chúng ta vào chữa nha. Vào câu số 1. Câu số 1. When Carol called last night, either my favorite show on television. Rồi, cái này chúng ta phải đọc là television nhé. Cái này là bất quy tắc. Chúng ta không nói là television mà nói là television. Được chưa? Diana watched, may I'm watching, say là was watching, hay là D là have watched. Nào, thì trong câu này thì ta sẽ chọn gì đây? Một Cẩm Tú, Thu Trang, Văn Anh là C, Thanh Tuyền, Tô Hòa cũng C, Thanh Ngân, Hoàng Dung cũng C. Rồi câu này thì nó bắt mình chưa thi. Các bạn chú ý là khi mà Carol đó, gọi vào tối qua ấy thì lúc đó thì tôi gì chắc chắn là đã xảy ra trong quá khứ này, chúng ta không chọn B và đàn D được liên quan hiện tại, còn đàn A và đàn C thôi, bởi vì là tôi đang nghe là sorry tôi đang xem cái chương trình yêu thích trên TV thì Carol gọi cho tôi thì rõ ràng là một việc đã xảy ra, việc khác nó xem vào đó, thì trong này dễ dàng tôi chọn đáp án chính xác là C, was watching. Câu số 2 nhé. Câu số 2. The more you practice your English, the dot. Câu này nó là so sánh càng càng hoặc là đồng tiến đấy, đúng nha. You will learn faster, the faster you will learn. Faster you will learn hay là the faster will you learn. Thì đây người ta có thể thấy là cấu trúc the thì chắc là đứng đầu rồi. The đúng không? Thì đàn C và đàn A thì sai rồi, còn đàn B và đàn D thôi. Thì trong trường hợp này nha. Trong hôm nay thì chúng ta không đảo ngữ đó, so sánh này không đảo ngữ thì chúng ta không đảo ngữ nên ra chính xác câu này phải là đáp án B rồi, vì nó không đảo ngữ đúng không? The faster you learn, còn đáp án D thì nó bị đảo thằng trợ động từ, cái thằng khuyết thiếu lên rồi, will lên rồi nên không được nhá. Vậy thì câu này đáp chính xác là đáp án B. Mạng yếu quá rất chán. Được chưa? Rồi, mấy câu này thì khá là dễ. Câu 3 nhé. Let's go out for dinner. Câu này nó là tăng question. Câu hỏi đuôi đúng không ạ? Cái trường hợp đặc biệt. Trường hợp đặc biệt đối với thằng gì ạ? Less cộng với đúng không ạ? Thì ta cứ nhớ cái công thức này, less cộng với nguyên thể đấy thì nó xi láy nó sẽ là ok sao vậy, được chưa? Câu này thì dễ rồi, chúng ta đi ngoài đi ăn tối thôi, được chưa, được không, đúng không? Là chính xác là B thôi nhé. Let's go out for dinner, shall we? Câu số 4 nhé. Ok, câu 4 đặt đạt Hương Giang Cẩm Tú A này. Does the light rain? The baseball game will not be cancelled unless the other team concedes. Concedes ở đây nó là kiểu thừa nhận đúng không? Được nha. Thừa nhận nếu mà đội khác không thừa nhận, em tôi phải nói unless nhá. Được chưa? Nếu đội khác không thừa nhận thì sorry về gì là trước đấy. Gì đó the light rain trời mưa nhẹ này, cái bóng chày, trận bóng chày sẽ không bị hủy
nếu đội khác không thừa nhận, đúng chưa? Thì trong con bốn này hầu như là chọn A đây, là đang chọn A đây, đó là despite hay là B however, C in spite hay D although. Thì đây ta có thể thấy là the light rain ở đây nó chỉ là cụm danh từ thôi, đó, đúng không? Thì đây chúng ta không thể chọn là D được, bởi vì although phải có một mệnh đề, còn là C inspired, inspired of something cơ, đấy nên không chọn là C nhá. However, anh chú however cộng với chi tiết hoặc là adverb, được chưa? Adverb của chủ ngữ cộng với, được chưa? Thì nó mới mang nghĩa là mặc dù được, được chưa? Thì lúc này nó mới mang nghĩa là although của chủ ngữ cộng với được. Đấy, thì đây ta thấy ở đây nó không theo công thức như vậy thì sai, còn là A chính xác nhé. Despite cộng danh từ rồi, đó, despite và inspire được vậy, được chưa? Rồi câu số 5. Ôi rồi mạng chán quá. Mạng thế này thì làm sao được. Câu số 5 nhé. Rồi 5 thì bạn chữ C recognize. Now it's so long since I saw him that I almost failed to adopt, receive, accept, recognize hay là approve. Ok. Đã rất lâu kể từ khi tôi gặp anh ta. Đó. Nếu tôi không phải đã rất lâu là quá lâu, kể từ khi tôi gặp anh ta đến nỗi mà tôi hầu như là gì? Không thể gì đó với anh ta. Đó, không thể nhận ra đấy, đúng không? Receive something là nhận cái gì, nhận cái gì nhá. Accept something, chấp thuận, đồng ý, đúng không? Recognize someone hoặc something tức là nhận ra cái gì đó. Đúng không? Nó nhận ra ai đó, đúng không? Là chính xác là C rồi. Khi còn là D thì approve là approve of, là đồng tình đồng ý với gì đó nha, approve of. Đồng tình đồng ý. Được chưa? Rồi câu 6 nhé. Câu 6. Câu 6 nào. It gets to understand what the professor has explained. Thì đây ta có thể thấy là ở đây nó cũng là so sánh lũy tiến, đúng không? Thì đây bạn chú ý là cái dưới này nó đang là tính từ ngắn hay là dài thì chúng ta mới áp dụng công thức được. Nếu ngắn thì là thêm ơ, ngắn adjective ngắn đây adjective nhé, short adjective. Nếu mà short adjective thì ta có là adjective cộng ơ and adjective thêm đôi er này. Nếu mà long adjective thì nó là more and more cộng với entity là dễ. Thì đây ta thì thấy đó là difficult, nó là dài dài nên chúng ta sẽ áp dụng công thức dưới, mà dưới này chúng ta thấy là đàn vấn đề thôi, more and more difficult, ngày càng khó, ngày càng khó hiểu cái điều mà giáo sư nói giải thích, được chưa? Câu 7 nhé. Câu 7. Remember to appreciate what the friends do for you. You shouldn't take them the dirt as a rule, as usual, out of habit, hay for granted. Câu này dễ quá. Đó. Hãy nhớ là phải 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 gì đánh giá, hay là phải trân trọng những cái điều mà những người bạn của bạn làm cho bạn. Bạn không nên coi họ là gì? Là những thứ hiển nhiên, là những điều hiển nhiên, đúng không? Thì đây ta có as a rule nó sẽ bằng as usual đấy, theo lệ thường, là thông thường. Được chưa? Out of habit thì bạn chú ý là mình khi mình nói là gì? Dứt bỏ một cái thói quen nào đó thì ta get out of habit, tức là kết thúc hoặc dứt bỏ bỏ một thói quen nào đó. Đã dứt bỏ được như nào. Còn nếu mà mình nói là bị lâm vào một cái thói quen nào đó, tức là mình làm quen với một cái thói quen nào đó ấy, thì mình có thể nói là get into nha. Đấy, dứt bỏ hoặc là thì đây mình nói là gì? Bắt đầu hoặc là dứt bỏ một thói quen nào đó nha, get into habit.
Dạ, hoặc là get out of habit thì nó nghĩa là bắt đầu hoặc là dứt bỏ một thói quen nào đó. Thì là chính xác là D thôi. Take something for granted, take something for someone. Coi cái ai, điều gì là hiển nhiên nhá. Ai, điều gì là hiển nhiên, được chưa? Là chính xác là D thôi. Câu 8 nhá. 8, nhiều bạn chọn C. Teleport. Now the twins look so much alike that almost no one can tell them that. Take apart, tear away, tear apart, tear to con. Cái cặp sinh đôi đó, trông giống nhau quá đến nỗi mà không ai nhận ra được, đúng không? Thì đây ta có thể là take something apart, take something apart thì nó bằng separate something. Separate cái này đúng không? Something nó là tách rời, tách rời cái gì ta? Theo lâu quay thì không không có nghĩa nhá. Còn take someone on ở đây nó dâm dâm đây là the three and so take someone on nó sẽ bằng với employ, được chưa? Employ someone tức là tuyển dụng, được chưa? Còn đây tear someone apart, tear someone or something apart from something, được chưa? Nó nghĩa là phân biệt, phân biệt và đa chính xác về là xây dựng giống nhau quá đến lúc mà không ai phân biệt được. Câu số 9 nào. The players protest that are no difference to the referee's decision at all. À, những cái kháng nghị, lời kháng nghị của các vận động viên thì nó không có sự khác biệt nào đối với cái quyết định của trọng tài cả. Did made caused hay created cái gì chúng ta cũng phải biết đó là cái gì đi thằng difference. Đấy, động từ nào có thể ghép thằng đi thằng difference tạo ra là gì? Tạo ra cái sự khác biệt. Đó. Thì đây thì thấy là gì? Kháng nghị của gì? Của vận động viên thì ta có là make a difference to something. Đó. Tức là gì? Tạo ra sự khác biệt đối với điều gì đó. Được nhá. Ở đây thì nó phân biệt nó có no nhá. Và chính xác là D. Ta là B, được chưa? Made. Ok. Câu 10 nhá. Books are wonderful knowledge and pleasure. Way, information, source hay là type. Câu số 10 nhé. Bốc sách nó là cái nguồn kiến thức, nguồn kiến thức cũng như là cái nguồn giải trí rất là tuyệt vời, đúng không? Thì đây chúng ta sẽ chọn gì đây? Way, information, source, type. Câu này chúng ta phải định nghĩa thôi. Thì đây là nguồn, khi mình nói là nguồn thì ta có là gì ạ? Source of something là nguồn gì đó, nguồn gì đó nhé, nguồn gì đó, được chưa? Source of something là cái nguồn gì đó, được chưa? Rồi, câu số 11. Nhá, ngày trên cái tường thằng AG 11 hai bạn C. Nào 11 nào, đạt đạt binh bé chọn C. Cả những bạn khác mười một nha, các bạn chú ý. Còn vào sau thì cậu tắt tên bạn bè share livestream về xem nhé. Nào từ từ, có 11, có 11 mới có hai bạn làm. Các bạn chọn gì đây? 11 chưa thấy làm mà đã làm của 12 rồi. 11 nghĩa là anh chọn anh Thư A. Thu Thảo chọn B. Phương Anh, Nguyễn Phương Anh C. Nào còn những bạn khác thì sao? Thành Ngân A.
Các bạn chú ý nhé, câu này thì là bị sai, chắc chắn các bạn sai đúng không? Các bạn thấy là thứ nhất, người ta nói là các bạn biết từ này là gì không? Nó là massage đấy, thấy chưa? Massage thì đọc sẽ luôn, thấy chưa? Nó có hai cái đọc, nếu mà mình theo anh, thấy chưa? Đấy. Thì nó là nhấn âm một, nó là massage, massage, sorry, massage, nó là os, thấy chưa? Nếu mà mình theo anh Mỹ thì nó nhấn âm 2, nó đọc là massage, nó cũng là arch, thấy chưa? Massage. Còn anh B nó là mang vác đúng không? Nó là carriage, đuôi each, thấy chưa? Thì nó là khác biệt giữa đàn A và B rồi. Còn anh C thì có voyage, thấy chưa? Voyage thì nó cũng là thằng, nó giống thằng B, thấy chưa? Còn D là gì? Dosage, thấy chưa? Dosage. Dosage nó nghĩa là liều lượng, cái liều lượng. Đấy nhá. Thì đây ta thể thấy là đàn A thôi. Đúng không? Đấy, nhớ nhá, nó có thể đọc là massage hoặc là message. Sorry, massage. Đấy nhá. Chứ không nói là không nói đuôi cái này là each đâu nhá. Đọc như như thằng massage luôn. Đấy nhá. Câu số 12 nào. Ta có chair, chip, mechanic. Thợ cơ khí đúng không? Mechanic. Đây là child. Thì là chính xác là C thôi. Mechanic âm k, còn lại là âm ch, được chưa? Câu 13 là nó là trọng âm, được chưa? Trọng âm. Mười ba nè, mười ba trọng âm. Câu số 1 là 13 chọn gì đây? Câu này thì nó là từ là có hàm tiết thì nó rất là dễ. Lã Thiên Thư 13C, Hoàng Bích Phượng 13D. Rồi, câu này phải chú ý này. Thì ta có thứ nhất là explain. Nó là động từ hàm tiết thường nhiều năm 2, explain. Đấy nhá. Tương tự B cũng thế, involve. Involve thì nó cũng là động từ hàm tiết thường nhiều năm 2. Còn thằng D này quan chú ý, nó lại là động từ advise someone to do something, nào phải làm gì, advise, yeah, advise nó cũng động từ thì thường như năm hai đó. Đấy, còn đàn C này, cái mục đích này thì nó là purpose, bạn chú ý nhé, purpose chứ không phải là purpose nha, nó phải là purpose. Vậy thì trong câu này chỉ xác là C rồi, nhấn nó một còn là hai nha, nhấn nó một còn là hai. Câu số 14 nào, mã trắng. Câu 14 nhé. Nào, thứ nhất là cái thể chế đúng không ạ? Đuôi yên thì nó trước nó thôi, institution. Đó. B nè, đuôi ET là ET trước nó thôi, university. University âm 3 đúng không ạ? Đuôi EO cũng là trước nó, preferential, nó là cái ưu đãi ưu tiên, tính từ ưu đãi ưu tiên nhé. Preferential, bio chứ nó đúng không? Preferential nó là âm 3 thì vậy đang chính xác là D rồi. D thì chắc chắn nó sẽ bị sai bởi vì ba này nó đều như âm 3. Còn này D này nó không có quy tắc, nó chỉ có theo cái thằng là bốn đầu bốn cái âm tiết thường nhấn ba rồi lên đúng không? Indicative, indicative âm 2 nhé. Âm 2 còn là âm 3. Được chưa? Rồi câu 15 nè, lại chuyển sang chọn lối sai. 15 nào, câu 15 rất là dễ, nó đánh bẫy mình một tí thôi. Đúng không? Phải tỉnh táo. Mười lăm nhá, mặc dù là họ có cãi nhau, nhưng mà họ vẫn là những người bạn tốt. Thì đây ta thấy là gì? Although, although cộng một mệnh đề, sau đó là phải, sau một mệnh đề tiếp. Thì vậy thì nó sẽ bị thừa thằng but, đúng không? Nhớ nhá, although cộng một mệnh đề này. Đây. Cái này thì dễ rồi, xong rồi một mệnh đề tiếp, đúng không? Thì đây nó bị thừa thằng but. Là C rồi. Bỏ thằng bất đi. 16 nhé.
16 nè. Thanks to the timely laws, some elephant populations, especially that in Southern Africa, have recovered over the last decade. Nào, trong câu 16 là nhờ vào những cái quy lệ luật pháp kịp thời đúng không ạ? Thì số lượng voi đặc biệt là that ở Nam Phi đã phục hồi đó, trong vòng thập kỷ qua. Được chưa? Thì đây ta có là đáp án nào bị sai? Thanks to hay là timely hay là that have recovered. Câu này bạn phải chú ý này. Câu này phải để ý này. 16 như bạn chọn C. That. Theo các bạn nào bị sai không? Nào, bạn chú ý nhé, ta có thanks to. Nó mang nghĩa là nhờ vào, đúng không ạ? Timely, tính từ kịp thời đấy, đúng không ạ? Tính từ chính xác rồi. Thanks to nhờ vào, luật pháp kịp thời, đúng không ạ? Thì những cái lượng số lượng voi, elephant populations, đặc biệt là that. That đây nó phải để ý là that đây là cái gì? Nó đang chỉ cái gì, đúng không ạ? Tức là thằng này nó đang nó viết tắt, hiểu chưa? Nó muốn sử dụng that để thay cho một cái danh từ đã nhắc tới trước đó. Đó. Thì bạn phải chú ý là that, especially là that. Thì khi mình dịch này mình phải hiểu đó là that nó chính là gì ạ? Elephant populations. Đúng không? Nhưng mà một điều nữa bạn chú ý này. Khi mà mình sử dụng that thay cho danh từ được nhắc đến trước đó thì nó chỉ thay cho danh từ số ít thôi. Đó. That chỉ là thay cho danh từ số ít nha, và chú ý nhá, nó thay danh từ phía trước nó nhưng nó chỉ là số ít nha. Nếu nó là số nhiều ấy, danh từ được nhắc đến trước đó là số nhiều thì chúng ta phải thay bằng gì ạ? Bằng those, được chưa? Và chỉ giác đây sẽ có vấn đề nha. Đó, và chúng ta phải sửa thành gì ạ? Those. Đấy, those nó chính là số nhiều, chính là cái elephant populations, đặc biệt là những cái số lượng voi ở Nam Phi đã phục hồi được. Đó. Nha, yeah. I have recovered. Ở đây nó là đang chia theo cái thằng elephant populations nên không hề sai. Được chưa? Câu số 17. He stopped to smoke because cigarettes are harmful to his health. Đúng không? Thì đây có to be harmful hoặc là bạn có biết cái thằng injury không? Injury đúng không? Đấy, đúng không? Thì bây giờ nếu mà mình biến thành tính từ là injurious. Nó cũng đi với giới từ to nhé. To be harmful to hoặc là to be injurious to something mang nghĩa đó là có hại, đó, có hại. Thì đây ta thấy là anh ta dừng việc hút thuốc bởi vì là thuốc có hại cho sức khỏe. Đó, các bạn chú ý là trường hợp này stop cộng verb ing thì mang nghĩa đó là gì ạ? Ngừng việc làm gì, tức là ngừng hẳn đấy. Còn stop to do something là gì ạ? Ngừng việc này để làm việc khác, đúng không? Nhưng đây nó phải là gì? Ngừng việc hút thuốc hẳn, đúng không? Nên chúng ta sẽ chọn này nè. Chúng ta phải sửa thành smoking. Câu 18 này, câu 18. Nào, câu 18 này. The police must now the escape convict in the surrounding countries. Cảnh sát chắc chắn bây giờ là nỗ lực tìm kiếm, đúng không ạ? Tìm kiếm tù nhân trốn thoát ở những cái nước láng giềng, nước bên cạnh, đúng không? Thì trong câu 18 thì chọn gì đây? Lê Thảo chọn C này, Phương Anh chọn D, và Bích Phượng D. Là search, look after, look for hay là be in search of. Thì đây nó vừa bắt mình phải tìm ra cái cụm, lại vừa bắt mình phải phân biệt, đúng không? Bạn chú ý nhé. Thứ nhất là search chỉ phải search for something, tìm kiếm cái gì đó. Thì nó bị sai rồi, đúng không? Ok, B là look after là chăm sóc,
Wow, chăm sóc thì đây không hợp nghĩa. Còn look for hay là being searched thì đây ta có đa C và D, đúng không? Nó đều là tìm kiếm, nhưng mà nó khác nhau như nào? Anh chú nhé, look for nó chỉ là try to find something. Đấy nhá, nó chỉ là try to find something. Còn to be in search of thì nó lại là gì? Trying to find something. Đó, nó khác biệt ở cái đoạn này. Tức là cái be in search of, to be in search of nhá. To be in search of thì mang nghĩa là gì? Đang nỗ lực tìm kiếm cái gì đó. Tức là nó chỉ đang chỉ sự tiếp diễn, đúng không? Đang xảy ra. Còn look for nó chỉ là gì ạ? À, cố gắng tìm gì đó. Mà trong trường hợp này nó đang còn nào? Được chưa? Đấy, tức là bệnh chắc chắn bây giờ là đang nỗ lực tìm kiếm những cái tù nhân trốn thoát, đúng không? Vậy thì ta phải phân biệt được hai cái này và sẽ chọn đoạn thì sẽ là D, đúng không? Bởi vì đang chỉ sự tiếp diễn nhé. Trường hợp này phải chú ý này. Được chưa? Mặc dù là đều là tìm kiếm nhưng mà cái thằng D nó lại phải, nó lại chỉ sự tiến diễn, đang nỗ lực tìm kiếm gì đó. Mình chỉ nhá. If you were not sick, not camping with us, do you go? Are you going? Will you go? Will you go? Nào. Còn gì đó? 19D. Would you go? Con này dễ quá, đúng không? Rồi, thì các bạn trong câu này chúng ta phải để ý trong trường hợp này nó là câu đề cử loại 2, đúng không? If you were not sick, nếu mày không ốm thì mày có đi cắm trại với người ta không, đúng không? Là D thôi. Would you go là dễ nhé. Câu đề cử loại 2, câu 20 nhé. Câu 20, thanks to the women's liberation, women can take part in the activities. Câu này rất là dễ, chúng ta cần phải tìm cái loại từ ở chỗ này. Thì ta có là nhờ vào cái sự giải phóng của phụ nữ thì phụ nữ mới có thể gì ạ? Tham gia vào những cái hoạt động xã hội, đúng không? Thì đây có thể thấy là take part in activities, activities đây là danh từ thì chắc chắn là trước danh từ nó đang cần một tính từ đó. Đó, để bổ nghĩa cho nó. Được chưa? Một adjective là socially, social, society hay socialize. Thì bạn chú ý nhé, ta có socially là trạng từ, social tính từ, society nó là danh từ, danh từ. Còn socialize động từ là xã hội hóa. Thì đi theo cái rút trống này cần một chi tiết thì là chính xác là B thôi. Đúng không? Dễ, đúng không? Thì chỉ mong thế này. Nhưng thực tế là thi mình cần phải những câu nó về 22 một chút. Nói cái này dễ quá là gì, dành cho cái câu gọi là câu kiếm điểm. Rồi test số 2 nhé. Câu số test số 2 câu 1. Western women are more than Asian women. Phụ nữ phương Tây thì gì đó so với phụ nữ cho bạn. Các em có xem không nhỉ? Sao anh thấy đây là mạng rất là kém, rất là chán. Anh xem cái đường mạng thì nó chạy rất là khỏe, nhưng mà nào, đây là một là depend, B là independent, C independently hay D dependent. Thì đây ta thấy là are more thì đây cũng là adjective. Depend là phụ thuộc nên không được, nào nó là verb, đúng không? Independently là trạng từ cũng không được. Còn dependent và independent thì gì nghĩa nhá? Tức là gì ạ? Phụ nữ phương Tây thì gì ạ? Độc lập hơn, độc lập thì thấy đàn D dependent ở đây nó là gì ạ? Phụ thuộc vào, đúng không? Mà exit có nghĩa là phụ thuộc vào. Đấy. Thì đây nó không hợp rồi. Đấy. Thì nó phải là gì? Independent, là độc lập. Phụ nữ phương Tây độc lập hơn phụ nữ châu Á. Câu số 2 nha. Câu số 2 nhé. Bạn comment nhiệt tình vào. Ở đây nó phải là with này. Unfortunately, the company closed down because it couldn't keep product with rapidly changing technology. Thật không may là gì ạ? Công ty phải phá sản
phải đóng cửa, bởi vì không thể bắt kịp được những cái gì ạ? Công nghệ thay đổi rất là gì, nhanh chóng. Được chưa? Now speed, time, fast, pace. Có hai nha. Đó, rất là dễ đúng không? À, dễ thì comment nhiều vào. Comment giải thích càng tốt. Thì đây cần chú ý đây có cụm từ keep pace with thôi. À. Keep pace with nó bằng là keep up with. Bất kỳ nó bằng catch up with ấy. À, từ từ mà cái này thì anh nói nhiều nhưng mà sợ những bạn mới xem thì lại không biết đây nhá, mạng nó bị sao đúng không? Nó quay quay à, chắc là mạng yếu cái kia. Câu số 3 nhá, anh cũng rất là chán mạng này. Được chưa? Câu số 3, David bảo là bạn mặc cái váy đẹp quá đúng không? Helen nó bảo never mind, you too, thanks for the compliment, I don't mention it. Linh đạo thiếu em ạ, soạn thiếu. Nào, câu số 3 nó bảo là gì? Mặc cái váy tốt quá, đẹp quá đúng không? Helen nó bảo never mind, đừng bận tâm thì không được rồi. Đừng bận tâm thì nó là thưởng đáp lại cái lời xin lỗi người ta thôi. Ở những cái việc mà gây ra nó có hại. Đàn B, you too, bạn cũng vậy, không hợp nghĩa. Còn C, thanks for the compliment, tức là cảm ơn lời khen ngợi nhé. And then don't mention it, don't mention it cũng là đáp lại lời cái cảm ơn của người ta. Nào chưa? Thì đây thật còn là chính xác là C thôi. Đúng không? Bởi vì người ta khen thì mình phải cảm ơn chứ. Rồi câu 4 nhá, câu 4 là câu giao tiếp này. Tôi sẽ đi thi cuối kỳ vào ngày mai đấy. Sarah bảo là good luck, good day, good time, good chance. Lương Nguyễn đề vẫn còn hơn chục câu, 15, 16 câu. Câu này dễ quá rồi. Câu 4 thì dễ quá rồi đúng không ạ? Tôi sẽ gì ạ? Tôi sẽ thi học kỳ thì cuối kỳ vào ngày mai thì nó sẽ good luck đó. Chúc may mắn thôi. Câu này thì nó cũng câu kiếm điểm cho những bạn bình thường đây, không biết sẽ có bao nhiêu chiến binh bỏ cuộc. Chúng ta bắt đầu vào phần chọn câu đồng nghĩa hoặc là nối nghĩa. Rồi, câu số 5 nhé. You should have persuaded him to change his mind. Nào, quan chú ý trường hợp này. Nó bảo là lẽ ra bạn nên thuyết phục anh ta thay đổi cái ý kiến đúng không ạ? Thay đổi ý kiến này. Quan chú ý là should have phần thứ hai này, tức là gì? Lẽ ra nên làm gì trong quá khứ nhưng thực tế lại không làm. Thì đây ta phải suy luận đó là gì ạ? À, thực tế là không hề thuyết phục anh ta thay đổi ý kiến. Đúng không? Đây nó bảo là lẽ ra nó phỏng đoán lại mà. À, đúng không? Nó bảo là lẽ ra mày nên thuyết phục anh ta thay đổi kiến, nhưng thực tế là không hề có thay đổi này, đúng không? Không hề thuyết phục thay đổi. Đàn A nhá. Bạn nên thuyết phục anh ta thay đổi thì sai thôi. Viết lại như thế này thì sai suốt cùng góc này. Đàn B nhá. Bạn không thuyết phục anh ta thay đổi không thuyết phục anh ta thay đổi bởi vì là cái tâm trí của anh ta thì này cũng bị sai nghĩa đúng không ạ? Sai nghĩa rồi. Đàn C rất cần thiết để thuyết phục anh ta thay đổi ý kiến nhưng bạn lại không làm đúng không? Nhưng bạn lại không thuyết phục, chính xác rồi đúng không? Đấy. Thực tế là không hề thuyết phục đúng không? Đàn D bạn đã thuyết phục mình sai rồi, chưa hề thuyết phục nhá, bạn phải chú ý. Câu 6 nào. Câu 6 này. We planned to walk around the lake, but the heavy rain made this impossible. Chúng tôi đã lên kế hoạch để đi dạo quanh bờ hồ, nhưng mà trời mưa lớn, đúng không ạ?
đang ngăn cản cái việc này. Đáp án A chỗ này là này, mưa lớn đúng không ạ, trời mưa lớn gần như là ngăn cản chúng tôi đi dạo quanh bờ hồ nhớ nhá. Nó bảo là trời mưa lớn gần như là ngăn cản chúng tôi nhá. Đàn B, mặc dù là trời mưa lớn chúng tôi vẫn nỗ lực đi dạo một nửa bờ hồ như dự kiến. Để sai rồi, bởi vì nó bảo là đi đã lên kế hoạch đi dạo nhưng mà trời mưa ngăn cản mà, tức là không đi được nhá. Đấy, đàn C, nếu trời không mưa lớn chúng tôi sẽ đi dạo quanh bờ hồ ngay lập tức rồi. Ok, chính xác rồi đúng không nhá, bởi vì là thực tế là không hề có đi dạo cả, dù là có lên kế hoạch nhưng mà trời mưa đã gì đang ngăn cản. Vậy thì đàn C nó bảo là nếu trời mưa, nếu mà trời không mưa lớn thì chúng tôi sẽ đi, là không có thật của trong quá khứ đúng không? Đấy. Còn D nó bảo là gì? Chúng tôi sẽ đi dạo quanh hồ, thậm chí nếu mà trời mưa thì này sai rồi. Thay nghĩa. Vậy thì phải quay lại đàn A, thực ra anh thấy nhiều bạn chọn A thì đàn A không được. Nearly gần như ngăn cản. Đó. Thì bạn sai nghĩa đúng không? Cái nearly thì sai nghĩa này. Giả sử nó bảo prevent bỏ nearly đây thì còn được. Được chưa? Câu 7 nhá. Đấy, như bạn nếu phải chú ý câu 6. Nào, tôi không thể nhớ là lần cuối cùng tôi gặp anh ta vào khi nào đúng không? Nhưng chắc chắn là một khoảng thời gian rất là lâu trước đó rồi. Đúng không? Cái này chỉ dịch nghĩa thôi. Đàn A nhá. Tôi rất là muốn quên đúng không? Những cái năm tháng đã trôi qua, đã đi qua này, kể từ lần cuối cùng tôi gặp anh ta. Đây, nó bảo là tôi muốn quên những năm tháng đã đi qua kể từ khi lần cuối gặp anh ta thì xa rồi. Nó bảo là không thể nhớ là gặp lần nào, nhưng mà chắc chắn là rất lâu rồi. Đúng không? Đàn B nhé, chúng tôi chỉ gặp nhau một lần, được chưa? Và quá là lâu để mà tôi nhớ được anh ta. Cái này cũng không hợp nghĩa với câu C đúng không ạ? Đàn C là tôi sẽ chẳng bao giờ quên cái việc gặp anh ta cho dù là rất lâu trước đó, ngày cũng không hợp nghĩa trên kia nha. Nên là tôi chỉ biết là rất là lâu kể từ khi tôi gặp anh ta và tôi cũng chẳng nhớ nổi là đó là khi nào cả. Đúng không? Đúng rồi, cái này nó bị đẩy xuống dưới, cái này đang trên bây giờ nó đẩy xuống dưới. Tôi không thể nhớ khi nào là cuối gặp nào nhưng mà tôi biết là chắc chắn là rất lâu. But it's sudden a long time ago, nó bảo là I mean no, it is ages. Chính xác. Đúng chưa? Rồi câu số 8 nhá. Câu 8 này, hay đây. Cái này phải chú ý này. Bạn bình tĩnh làm nhá. Câu số 8 bình tĩnh làm này. Nào, câu số 8 này. Tôi có muốn gợi ý là chúng ta nên tránh việc kể đúng không ạ? Những câu chuyện rùng rợn với Janet khi mà Janet ở bên đúng không ạ? Chúng ta thể dịch lại nhé. Tôi có gợi ý là chúng ta nên và chúng ta không nên kể những câu chuyện rùng rợn khi Janet ở cạnh. Cô ta có một chút nó không ổn định, bất ổn đấy và rất dễ could get hysterical. Đấy, có hysterical mà nghĩa là kích động. Cô ta dễ bị kích động, đúng không? Cô ta có chút bất ổn và cũng rất là dễ bị kích động. Được chưa? Đó, vậy chúng ta phải dịch nghĩa thôi. Câu này phải dịch nghĩa ra thôi. Nào, đàn A đã bảo là Janet gặp khó khăn trong việc là điều khiển hoặc điều tiết những cái cảm xúc cô ta, đặc biệt là cô ta khi cô ta được nghe, được kể những cái câu chuyện rùng rợn, frightening stories, nó chính là scary stories nha. Được chưa? Thế đây nó không hề nói đến, nó có bảo là cô ta gặp vấn đề trong việc kiểm soát cái này đâu, và nó cũng chưa đủ nữa cơ. Nó bảo là cô này bất ổn và dễ bị kích động. Đúng không? Đàn B nè, CC chúng ta là gì? Là bởi vì nha. Bởi vì là Janet
có chút nào đó nó bất ổn, unbalanced, đúng không? Cách duy nhất để khiến cho cô ta cười đó là kể những câu chuyện, nhưng mà chúng ta nên tránh cái những cái câu chuyện rùng rợn, bởi vì là chúng có thể khiến cho cô ta hoảng sợ, panic, hoảng sợ. Đó. Thì cái này nó cũng không nói việc là cái cách duy nhất để bảo để cho cô ta cười đó là kể chuyện kìa, đúng không? Nó chỉ bảo là gợi ý là không nên kể những câu chuyện rùng rợn, đúng không? À, C nào, thật là không vui khi mà kể những câu chuyện rùng rợn cho Janet. Cái người này thì không không ổn định về cái tinh thần, tức là bất ổn về cái tinh thần này, mentally stable, mentally này. Bởi vì là cô ta chỉ cười thay vì là sợ, hay cái này thì kiểu như bị điên, kể chuyện rùng rợn thì lại cười thay vì sợ, vì sai nghĩa, đúng không? À, đây nhá, Janet thì có chút nào đó bất ổn về về cái tinh thần, hoặc mentally unbalanced, và rất dễ bị gì ạ, là gì ạ? Khó kiểm soát cái cảm xúc. Vì vậy là chúng ta không nên, chúng ta đừng kể những câu chuyện rùng rợn có sự hiện diện của ta, tức là đây ta thể thấy là in her presence nó chính là bằng với gì ạ? Nó chính là bằng với with Janet around đấy, nha. Đấy, scary story. Ở đây thì chúng ta có thể thấy là gì ạ? Frightening stories, yeah, frightening. Đấy. Còn uncontrollably emotional thì chúng ta có thể thấy là get hysterical, nha. Còn mentally unbalanced nó chính là gì? Unstable, yeah. Chính xác là đây. Dạ. Yeah. Câu số 9. Câu số 9 à. We chose to find a place for the night. We found the bad weather very inconvenient. Chúng tôi chọn một cái nơi ban đêm. Chúng tôi thấy cái thời tiết nó không 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 thuận tiện cho lắm. Nha. Lần A nha. Sau cái phần chọn đồng nghĩa có rất nhiều thanh niên vào cuộc rồi. Đàn A nè, bad weather was approaching, tức là gì ạ? Thời tiết xấu, thời tiết tệ đang vào đến, đang tiến dần. Vì vậy chúng tôi bắt đầu tìm kiếm một cái nơi nào đó để ở, đúng không? Cái này chưa hợp nghĩa. Đàn B này, đàn B nó bảo là thời tiết xấu đúng không ạ, đang ngăn cản tôi lái thêm, lái xe thêm. Thế này cũng không hợp rồi. Đàn D, sin giác chúng ta thì đã nhận thấy rằng, hoặc là bởi vì sin giác nó cũng bằng because, đúng không ạ? Bởi vì thời tiết xấu đã set in, và chú ý có cái cụm động từ set in nhá, khi nó là chớm vào mùa. Đấy, chớm vào mùa, cái một mùa nào đó set in thì chúng ta nói là chớm vào mùa đấy nhá, set in nghĩa là chớm vào mùa nhá. Đấy, bởi vì thời tiết xấu nó chớm vào rồi. À, thì dạ, chúng tôi quyết định là tìm nơi nào đó để mà ở vào buổi tối, chính xác, đúng không? Đàn D nó bảo là bởi vì là khí hậu nó khắc nghiệt nên chúng tôi rất lo lắng về cái thứ mà chúng tôi đã làm buổi tối, sẽ làm buổi tối thì không được. Con 10 nè, chuẩn bị qua phần này rồi. Ok, con 10. Họ nói rằng là Paula đã gì ạ? Đã bỏ 5 công việc trước khi làm việc cho chúng tôi. Xem 10 các bạn làm sai không? Xem con 10 nào. 10 bạn chọn C, các bạn nào chọn A không? Set in, không phải set, không phải set mà set, set in rồi em nha. Ok, câu 10, người ta nói là Paul thì đã bỏ 5 công việc trước khi làm việc chúng tôi. Và chú ý đặt A là họ nói rằng 5 công việc đã bị bỏ bởi Paul trước khi làm việc chúng tôi. Đặt B là Paul thì đã làm việc chúng tôi sau đó bỏ 5 công việc khác, sai nhá. Xe người ta, it was said that, nó chính bản dây xe đấy. Paul thì đã bỏ 5 công việc trước khi làm việc chúng tôi, chính xác rồi. Câu này nó áp dụng cái thằng cấu trúc đi động năng cao.
Yeah. Right. People say that or they say that thì nó bằng với it was said that. Yeah. Đây là Paul nói rằng này cô ta đã bỏ làm việc trước khi làm chúng tôi. Cái này sai. Đúng không? Cái này nó phải Paul nói là người ta nói. Đúng rồi. À, Phương. Đúng rồi. A nó không còn chủ ngữ đúng không? Bởi vì tại sao? Nó bảo là they said that. Đúng rồi. Five jobs have been quit by Paul. Được chưa? Xong rồi before working for us thì bạn chú ý nhé. Khi nào chúng ta rút gọn? Rút gọn thì khi nó đồng chủ ngữ thôi. Vậy thì before với before gì ạ? À, before she worked for us. Đấy. Thì lúc ý mới được. Còn nếu là working for us thì chúng ta sẽ hiểu đó là gì ạ? À, đây thì nếu mà nói là working for us thì chúng ta sẽ hiểu đây là gì ạ? Five jobs worked. Đấy. Vậy thì xa rồi. Được chưa? Vậy thì sẽ nghĩa đúng không? Nha, mày hiểu chưa? Đấy, bởi vì before có thể cộng verb in luôn, nhưng tại sao phải cộng verb in? Cộng verb in thì chúng ta phải rút gọn đúng không? Rút gọn thì nó phải đồng chủ ngữ cơ. Đồng chủ ngữ chúng ta hiểu đây là five jobs, đây là chủ ngữ đây này. Đúng không? Nếu mình nói về working đây có nghĩa là five job working, là năm công việc này nó làm cho chúng tôi thì không được. Đúng không? Đấy, nếu mà đúng thì phải là before she worked the forest. 11 nhé. Câu trường thuật này. They asked me that in Paris then. Họ hỏi chúng tôi, hỏi tôi liệu là mẹ tôi có làm việc ở Paris không? Câu này dễ. Câu này câu trường thuật. Mượn if for whether. Thì đây ta sẽ chọn luôn là chính xác là na thôi. If my mother was working in Paris then. Đấy đó. Câu này nó phía trước nó là hiện tại câu trực tiếp này hiện tại đang diễn đấy. Ở đây nó là gen rồi nha. Cái trạng từ này trong trực tiếp nó là now. Câu 12 nhé. It is necessary that children of their old parents. Thật là cần thiết rằng là gì ạ? Trẻ em chăm sóc mẹ bố mẹ già. Thì đây ta có là gì? Có of rồi, đúng không? Thì take care of someone là chăm sóc. Thì đây nó là dạng bản từ cách gia đình hiện tại. Được chưa? Thì đây là câu 12 thì làm chính xác là C, giả định thôi. Chúng ta sẽ đưa về dạng verb nguyên. Được chưa? Verb nguyên thể hoặc suất của verb. Nha, bản từ cách nhá, bản từ cách nhá. Mẹ C thôi. 13 nào. Câu này nó bắt mình phải gì ạ? Sử dụng cấu trúc sâu giác đảo ngữ của cấu trúc sâu giác hoặc such giác that she could not say anything. À, ở đây dịch dưới nó là gì? Cô ta quá bực mình đến nỗi chẳng nói được gì. Mười ba nhá, bạn chú phải biết được cái công thức đảo ngữ của sâu và such. Ok, thì đây ta thấy là gì ạ? Theo công thức thì ta sẽ có là sâu adjective cộng be cộng chủ ngữ cộng that cộng clause. Đây chính là clause mà mình đề đây. Đúng không? Còn lại thì nó là dưới này. Còn là such thì đang là such cộng be cộng danh từ that thôi. Đó, such be cộng danh từ that. Đó. Thì đây ta sẽ thấy được là chính xác là A. Đấy, dạ. Such đây nó phải là such was she. Này. Such ở đây chúng ta sẽ hiểu nó bằng sau của adjective rồi. Nha. Yeah. Most children nowadays prefer watching TV. Hơn sai. Đây nha. Necessary cộng chủ verb. Nhưng mà đây nó theo cái công thức của bảng này cách ấy. Đấy chưa? Thì hôm nay em thấy là giá đây này. Xong rồi children đây chủ ngữ. Đấy chưa? Thì hôm nay nó sẽ cộng một suất. Em lên xem lại cái công thức của bảng thể cách đi. Nó có một số cái tính từ hoặc động từ. Đấy chưa? Đấy, phải xem lại nhé. Còn nếu mà là it is necessary for
for children do thì còn được. Được chưa? Thì đây ta có là prefer. Prefer doing something. To doing something. Thích làm gì hơn làm gì. Nha. Thì câu này là chính xác là D. Hầu hết trẻ con bây giờ là thích xem phim hơn là đọc sách. 15 nhá. There is only one Greek island that I haven't visited. Chỉ có một cái đảo Hy Lạp mà tôi chưa thăm thôi. À, và chú ý trong trường hợp này là would prefer nữa. Quên không nói. Would prefer to do something rather than do something. À, cũng là thích làm gì hơn, muốn làm gì hơn là làm gì. Muốn làm gì hơn là làm gì. Ghi lại nha. Nào có 15 ta chị ạ. À, cái này nó là chúng ta cần phải sử dụng công thức mình để quan hệ. Thì chúng ta sẽ chọn đại từ nào đấy. Nó đang nói là cái gì? Có mỗi đảo Greek Island, nó có mỗi đảo Hy Lạp. À, cái đảo này tôi chưa thăm. Thì nó là thay cho vật, vật thì có vết thôi. À, dễ. Nhá. 16 nhá. Had I studied harder, I'd have better in the last exam. Nếu mà tôi học chăm chỉ hơn ấy thì tôi sẽ làm tốt hơn trong kỳ thi trước. Ở đây nó là had I studied harder. Các bạn chú ý trong hôm nay thì mình phải nhìn theo cái câu điều kiện. À, nó đã được đảo ngữ. Câu điều kiện loại 3, đúng không ạ? Đảo ngữ câu điều kiện 3 thì nó sẽ bằng gì? If I had studied. Yeah, studied. Đó, bạn hiểu chưa? Thì nếu mà mình viết này thì mình sẽ nhận rằng sau là chủ ngữ cộng would have con thứ hai là C. Nếu mà học tốt hơn thì học chăm chỉ hơn thì sẽ làm bài tốt hơn. Đó, đa năng thì sẽ nghĩa. Mấy cái này thì sẽ cũng chút. Câu 17 nhé. The restaurants on the island are expensive, so it's worth a packed lunch. Câu này khá là dễ. Câu này cấu trúc rồi. Thì đây ta có là gì ạ? To be worse, doing something. Đấy, đáng để làm gì? Đấy, to be worse to do something. Doing something, đáng làm gì? Đấy. Những cái nhà hàng trên đảo thì rất là đắt. Vì vậy rất đáng để có những bữa trưa trọn gói. Packed. Packed này là trọn gói nhá. Bữa trưa trọn gói. Đang chính xác là C. 18 là do you have a copy of the last leaf? You are the luck. I have just one copy left. Bạn có bản copy của chương này cuối cùng không? Mày gặp may rồi đấy. Còn một cái nữa, đúng không? By in of it. Cái này nó là thành ngữ. Đó. Ok, thì đây ta có cũng là to be in luck. Gặp may. Mình sẽ nói ngược là không gặp may, tức là out of luck. Không gặp may. Dạ. Được chưa? Đó, và nhìn sang là B nhá. Người chỉ là since the flood, the number of homeless people that are dramatically. Kể từ trận lũ lụt thì cái lượng số người vô gia cư tăng đáng kể rồi. Increase sẽ thế là câu này tức là since kể từ cái trận lụt thì cái lượng này tăng tính hiện tại tăng nó đáng kể. Thì đây tôi thấy là về trường hợp nữa là the number cũng danh từ đến một số nhiều đến là số nhiều rồi nhờ thì nó sẽ phải cộng với verb số ít. Còn nếu mà a number of có danh từ số nhiều thì lúc này nó mới là gì, làm từ số nhiều nhá. Là chính xác, còn là D
Bởi vì trong trường hợp này nó là since, kể từ mà kể từ cái trận lũ lụt tới hiện tại thì nó cái số lượng gia cư vô gia cư nó tăng lên đáng kể đúng không? Đấy. Thì trong khi hiện tại thành nó có cái dùng đó là gì? Đó, tính tính hiện tại như thằng đó nha. Câu 20 câu của nha. How lovely the castle. Mạnh nó bảo really there. Thank you, it's nice of you to say so. Can you say that again? Hay là I love them too. Câu này dễ. Câu này nó bảo là gì ạ? À, những chú mèo thật là đáng yêu. Thì Mạnh sẽ trả lời gì? À, cảm ơn bạn thật là gì? Thật là tuyệt khi mà nói như vậy. B, mình sẽ đáp lại là cảm ơn người ta. Thì can you say that again? Bạn chú ý này. Anh đố các bạn biết cái này là gì? You can say that again. Bạn nào biết you can say that again nghĩa là gì? Bạn có thể nói lại được. Nghĩa là gì? You can say that again. Con nào biết nghĩa là gì không? Nào, như câu này xong rồi nhé, là B thôi. Nhưng mà dưới cái xe chờ được kể, thế là gì? Ngày gần được 1.000 bình luận. Bạn có thể nói là nào nữa? Ok. Thì đây ta có you can say that again. Nó là một cái expression, cái sự diễn đạt để chỉ cái nó là gì? Gọi là gì ạ? Đây nha. Tức là một cái người nói bảo là you can say that again thì tức là chỉ đó là gì? Ai completely agree with what you have said. Đó, nó là một cái diễn đạt để sự chỉ cái sự đồng ý nghe sự đồng tình. I completely agree with what you have said. Là tôi rất là đồng tình với điều bạn nói đấy. Bạn có thể nói lại được không? Mình dịch nó như vậy thôi, ta chỉ nói này không, nhưng mà nó là cái sự diễn đạt thể hiện cái sự đồng ý đó, với cái thứ mà anh vừa nói nha, nên chú ý chỗ này. Câu 14 đây, 14 xem đi. Ok, xong rồi đấy. Giải 5 câu. Bài này để giải 5 câu. Anh thấy bài này cũng không hẳn là quá khó, không lắm nhiều từ vựng cụm từ mới đâu.
Ok, cái bạn nào có ảnh gì không? Lương Nguyễn, 40 câu, 2 test xong. Ok. Thôi rồi, hôm nay chúng ta kết thúc livestream đây nhá. Bạn nào mà có nhu cầu học về sách cụm từ hoặc tổng ôn có thể inbox cho anh. Được chưa? Sách tổng ôn và sách chuyên về cụm từ, phải là cụm từ đấy. Ok. Nhà bạn nào muốn tham khảo có thể inbox cho anh nhé. Ok, tạm biệt các em. Bye bye.